có cái xác máy mài CNC các bạn. Thước quang á, thước quang. Trục chính vẫn quay nha, trục chính vẫn quay. Điều khiển á. Hai trục ra vào. Ít với jack. Giống như máy tiện các bạn. Con này khách nào độ chế gì không ta? Độ chế gì không các bạn? Độ chế, độ chế. Máy của Nhật.